Trời này chắc khoảng gần nửa tiếng nữa là mưa. Hả? Chuẩn bị nó làm gặp tới giờ. Khỏi chạy luôn. Hay, hay cách đó rồi. Hát, hát, hát. Ủa hát đâu rồi? Hiểu rồi. Đi ăn bánh con cua rồi về làm tiếp. Đứng có vẹt vậy? Đang nặng tượng chờ tí. Đi ăn rồi về làm tiếp. Cảm ơn. Cảm ơn.